Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi làm một video có tên là Chứng cứ dân sự rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, cái phần video của tôi sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là một cái câu hỏi của khách hàng. Phần thứ hai là giải thích về luật, cái tư vấn của luật sư về lĩnh vực chứng cứ dân sự. Cái thứ ba là những thực tiễn mà văn phòng luật sư có được trong quá trình hành nghề. Thưa quý vị và các bạn, có một ông khách hàng, ổng đến văn phòng, ổng bảo rằng là trước đây thì tôi có quen một cái cô, thì trong một cái thời gian mà không lâu sau đó thì cô đã mượn tôi nhiều lần, và những cái số lần đó là 20, 30, và con số đó nó đã lên tới con số là 200 triệu. Thì bây giờ giữa tôi với lại cái cô đó thì là bây giờ là say goodbye rồi, không còn là liên hệ với nhau nữa. Thì luật sư ơi, làm cách nào để tôi lấy lại số tiền đó? Thì sau khi mà nghe hết cái trăn trở, cái nội tình của anh khách hàng đến văn phòng, thì luật sư chỉ biết đồng cảm, và luật sư cũng chỉ biết đồng cảm vì quý vị và các bạn thấy rồi, những cái gì đó mà không có cơ sở, tôi bảo là bây giờ anh có thể là thu âm được không, ghi âm được hay không, thì anh bảo rằng cho tới thời điểm hiện tại rằng là cô này cũng có người thương khác rồi, cho nên cô không có liên lạc được với tôi, và bây giờ tôi gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thì luật sư cũng thông cảm, và sau khi tư vấn thì đưa ra cái lời giải thích, thì thôi mọi việc nó cũng chỉ là vấn đề là mình quá cả tin. Chứ bây giờ thứ nhất là không có cái cơ sở, cái thứ hai cũng không có giấy tờ, không có băng ghi âm ghi hình, thì làm gì để mà khởi kiện đây? Không lẽ mình khởi kiện đến tòa bằng miệng? Tôi còn nhớ một cái công việc nó như thế này. Tôi thì bảo vệ quyền lợi cho mẹ của một cái bị người bị hại trong cái vụ là hiếp dâm với trẻ em. Thì bảo đi một thời gian sau thì tôi còn lưu số điện thoại của chị, thì chị bảo là chị làm hội. Thì khi chị làm hội như vậy thì chị ông người bạn trai sống chung như vợ chồng, thì hai người vẫn đi lấy hội. Và sau đó thì sau khi mà chị có một cái số tiền hụi lớn như vậy gom lại về, thì anh ấy lấy đi, anh chưa đánh bài. Thì bây giờ hiện tại rằng là anh lấy là rất là nhiều lần, cái số tiền lên tới vài trăm triệu như vậy. Thì tôi bảo rằng là, chị bảo rằng là bây giờ là thứ nhất là chị đang bụng mang dạ chữa, cái thứ hai nữa là bây giờ làm sao để tố cáo, làm sao để lấy lại tiền. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn thì không có một cái chứng cứ gì. Tôi cũng đã bày cho chị cách này, cách kia, cách nọ, nhưng bận đi thời gian. Và rồi thì tôi cũng chỉ biết an ủi chị, vì tôi cho rằng là nếu chúng ta không có những cái chứng cứ để làm cơ sở để khởi kiện, thì cái việc khởi kiện nó không hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chứng cứ là những gì có thật mà các bên đương sự cung cấp, nguyên đơn cung cấp, bị đơn cung cấp, cơ bản lời khai, biên bản đối chất, thu thập từ cái cơ quan hữu quan. Nếu chúng ta không có những cái chứng cứ thì lấy gì chúng ta khởi kiện? Cái việc khởi kiện nó sẽ không đạt được cái hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn một chút xíu về cái hồ sơ. Thứ nhất là nếu như trong trường hợp cái ông khách hàng của tôi ban đầu đó, ông bảo rằng ông có cho cái cô bạn gái của ông mượn nhiều lần với số tiền là 200 triệu. Nhưng nếu ông có một cái đoạn ghi âm rằng chị này chỉ thừa nhận, thì sau này mình sẽ khởi kiện để mình đi giám định giọng nói chẳng hạn. Hoặc là mình có một cái tờ giấy dù nhỏ, hôm nay ngày mấy tôi có mượn của ông Nga số tiền 1 lần 10 đồng, thì mình cũng có thể khởi kiện tới tòa. Cũng như cái chị khách hàng của tôi, chị tư vấn, chị bảo rằng là tôi và ảnh là cũng không ăn ký kết hôn, mà ảnh và tôi thì cũng nói chung là cũng giúp tôi đi cơm hụi,
nhưng về lấy là xài luôn. Và ảnh cũng có hứa, ảnh cũng có hứa rằng ảnh sẽ trả cái số tiền này. Nhưng là tôi nói nếu như trong trường hợp ảnh có hứa thì yêu cầu ảnh viết một cái tờ giấy, nhưng thực tế là không thực hiện được. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe những câu chuyện mà văn phòng tôi có được trong cái quá trình hành nghề luật sư. Tôi có một cái câu chuyện rằng cái ông này ông cũng ở cái tuổi U70, ông đến văn phòng luật sư tôi, ông bảo là tôi có một cái giấy vay tiền cho một cái bà A, cho một cái bà A vay cái số tiền là kính thưa quý vị và các bạn, thì thực tiễn là trong cái quá trình hành nghề tôi có những cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là tôi cũng giống như hai trường hợp trước, thì tôi có một cái ông khách hàng, ổng cũng thuộc cái gọi là U70. Ổng bảo, ổng đưa cho tôi một cái giấy vay tiền. Ổng bảo rằng là bà A vay của ông một cái số tiền, và cái số tiền nó ghi nhận tại phiên tòa, ghi nhận trong một cái giấy. Và là luật sư mà sau khi có chứng cứ thì tôi đã khởi kiện để mà đến tòa. Thì do ông không đi, tôi là người đại diện ủy quyền. Và sau khi cái phiên tòa sơ thẩm thì cái chị bị đơn này chị không đến. Và tới cái phiên tòa phúc thẩm thì trước khi xét xử thì chị có nói với tôi rằng là cái ông A và chị có những cái mối quan hệ tình thâm, có những được xem là như vợ chồng, có thể tặng nhẫn nào, tặng những cái thứ khác. Thì tại tòa thì tôi nói rằng là những cái việc gì mà được biếu tặng mà không ghi nhận bằng cái bút mực thì tôi không có ý kiến, vì tôi là người đại diện ủy quyền. Tuy nhiên nếu những gì theo ý chí của nguyên đơn bằng một cái tờ giấy, và bị đơn cũng là cái chị này, chị cũng đã thừa nhận cái số nợ, thì buộc chị phải trả thôi. Vì đó là cái số tiền mà ông cho chị vay mà chị phải trả. Tại ông xác định ông không tặng bằng lời nói, mà ông vay bằng một tờ giấy thì phải trả thôi. Và cái phán quyết của tòa thì buộc là bị đơn phải trả cho ông khách hàng của tôi. Và lờ mờ sau cái việc đó thì tôi cũng nhận thấy rằng đây là một cái mối quan hệ tình cảm cũng như thực tế. Ở một cái trường hợp thứ hai, vì sao tôi nói rằng chứng cứ dân sự rất quan trọng? Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái hồ sơ như thế này. Nguyên đơn khởi kiện bị đơn để chia thừa kế quyền sử dụng đất. Thì trong cái quá trình mà khởi kiện thì bị đơn đã nộp một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của ông. Và ông bảo rằng là thưa với tòa rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này mẹ của tôi đã cho tôi từ cái thời điểm năm 1997 rồi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, những cái chứng cứ trong hồ sơ, cái giấy chứng tử của bà mẹ, mẹ chung của tất cả các nguyên đơn và bị đơn thì mất năm 1996. Vậy thì bà mất năm 1996 lấy cái cơ sở gì để cho rằng ông này được tặng năm 1997? Cái chứng cứ đó quý vị, cái chứng cứ rất là quan trọng. Một cái trường hợp nữa là tôi cũng có một cái vụ tranh chấp quyền sử dụng đất. Thì trong cái quá trình tranh chấp quyền sử dụng đất thì tất cả các bên đã được chia theo thỏa thuận. Có thể nhà thì tôi không nhớ không chính xác lắm, nhưng mà nhà như có là 8 người thì phải. Thì sau khi mà mẹ mất, tôi đặt giả thuyết đi, mẹ mất năm 2000 thì mẹ vẫn còn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhà, và mẹ có rất là nhiều cái tài sản khác nhau. Thì 8 anh chị em đã ra thỏa thuận phần của mỗi người được nhận. Thế là sau khi mà chia xong thì một số anh chị em đã bán đi, còn riêng ông khách hàng của tôi thì ông vẫn còn tên ba tên mẹ. Và các cái nguyên đơn lúc này lại quay lại khởi kiện ở tòa. Thì ông khách hàng của tôi, ông bảo rằng là ông đến phòng công chứng, ông lục cái quá trình khai nhận di sản thừa kế của mẹ để lại. Và nó ra thưa quý vị, cái chứng cứ dân sự này nó nằm ở phòng công chứng. Và tòa án đã có một cái văn bản đến phòng công chứng để thu thập
những cái chứng cứ cho rằng sau khi mà mẹ mất thì tài sản còn, ví dụ tôi cho rằng là tài sản còn được 100 đồng. Tuy nhiên các bên hàng thừa kế đã thỏa thuận hết 9 đồng rồi, và mỗi người được hưởng. Trong đó cái phần thỏa thuận của ông khách hàng tôi thì chỉ có cái là chưa thực hiện, chưa hoàn tất cái việc sang tên năm bộ mà thôi. Cho nên tôi nói với quý vị và các bạn là cái chứng cứ trong hồ sơ một cái vụ kiện dân sự rất là quan trọng. Tôi còn nhớ một cái vụ kiện khác, đó là một cái vụ kiện mà tranh chấp gọi là nhà đứng tên dùm. Thì nhận một cái hồ sơ nhà đứng tên dùm cảm thấy là lo lắng lắm, tại vì không có bất cứ một cái cơ sở pháp lý nào cho rằng là người này bỏ tiền ra. Thì tia sáng ở dưới đường hầm, một cái vụ kiện tôi sẽ kể cho quý vị. Hồi xưa thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái quy định là có hộ khẩu mới có nhà, có nhà mới có hộ khẩu. Cho nên cái vị khách hàng của tôi mới mua và nhờ người khác đứng tên giùm, tên giúp. Và khi mà mua như vậy thì họ lại giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cái tờ giấy đứng tên giúp này. Tuy nhiên là trong cái quá trình họ đi đứng, họ bị thất lạc. Cái người đứng tên giúp này sau khi mà thời gian dài thì họ đã làm một cái thủ tục gọi là mất giấy, và họ bán mất tiêu cái tài sản này đi. Và khi nguyên đơn khởi kiện thì chứng cứ rất là khó khăn, quý vị và các bạn. Chứng cứ rất là khó khăn vì không có còn những cái giấy tờ ngoài cái việc là cái người mà bán đất cũ đó, họ xác nhận là tôi mua, khách hàng tôi là người trả tiền cho họ, còn lại không có chứng cứ nào khác hết. Tuy nhiên trong một cái thời gian thì họ lục ra chứng cứ và họ thấy được rằng trong cái hồ sơ này có một cái giấy đứng tên giúp mà họ lục không ra. Thêm một trường hợp nữa nha quý vị và các bạn. Ông A khởi kiện đến tòa yêu cầu số tiền là 1 tỷ đồng. Bị đơn tại tòa đến văn phòng, bị đơn bảo rằng là tôi không có vay số tiền đó. Thực tế là tôi có vay số tiền là 280 triệu. Nhưng mà sau này thì nợ lãi chồng lên như vậy. Thì tôi mới hỏi rằng là bây giờ nếu anh cho rằng là 280 triệu, có cái cơ sở gì để chứng minh là 280 triệu hay không? Thì cái bị đơn họ nói rằng có, thưa luật sư. Và các bên rất là may mắn, có một cái tờ giấy là hôm nay ngày gì đó, cách vào thời điểm đó 2 năm thì bị đơn đã có một cái thỏa thuận giữa nguyên đơn vay với nhau số tiền là 280 triệu. Tuy nhiên lãi suất là 7% một tháng và lãi vốn. Còn cái chuyện mà hôm nay ông nguyên đơn ông khởi kiện ở tòa vì lý do là bị ép buộc, cưỡng chế, cho nên nhờ tòa án tôi thừa nhận cái gốc là 280 triệu, còn lại thì có thể tính lại, thỏa thuận lại một cái lãi suất tương đối. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng chứng cứ trong vụ án, vụ kiện dân sự rất là quan trọng. Quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp mong muốn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh bị thiệt hại, thì chúng ta cũng nhất thiết phải đưa ra những chứng cứ, và những cái chứng cứ này phải thuyết phục được tòa án thì tòa án mới có thể là chấp nhận đơn khởi kiện của quý vị và các bạn, chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần. Chứ nếu như trong trường hợp mình đi khởi kiện là mình mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc, cuối cùng mình không được chấp nhận thì rõ ràng đó không phải là một cái phương án tối ưu đối với trong trường hợp những người có mong muốn, có ý chí khởi kiện tại tòa án. Tôi xin trân trọng cảm ơn.